ô tô nhập khẩu ồ ạt giảm giá sâu đầu tháng 3. Ngay từ những ngày cuối tháng 2, hàng loạt thông tin ô tô giảm giá kế hoạch cho tháng 3 đã được các hãng tung ra. Trong đó giảm giá mạnh nhất đang thuộc về các mẫu xe nhập khẩu. Như mọi năm, giai đoạn sau Tết Nguyên Đán rơi vào tháng 2, tháng 3 dương lịch, luôn là thời điểm thấp điểm của mua sắm ô tô. Đó là nguyên nhân khiến các hãng đại lý phải áp dụng biện pháp giảm giá xe để kích cầu thị trường. Theo ghi nhận tại thị trường Việt, hiện giảm giá cao nhất đang thuộc về các mẫu xe nhập khẩu. Ngay sau cơn sốt SUV Ford Explorer phiên bản cũ giảm sâu 269 triệu đồng để xả hàng, thì hàng loạt hãng xe khác như Toyota, Subaru, Nissan cũng tung khuyến mại khủng cho các mẫu xe của mình để giành giật thị phần. Cụ thể, giảm giá sâu Ford Explorer là mẫu xe Subaru Forester 2019. Theo đó, Subaru vừa công bố chương trình giảm giá 180 triệu đồng đối với dòng xe Subaru Forester 2019, áp dụng đến ngày 31 tháng 3. Với mức giảm giá này, giá bán Subaru Forester 2.0L CVT có giá 948 triệu đồng. Phiên bản All New Forester EL 2.0L CVT có giá 967 triệu đồng. Phiên bản Subaru Forester ES 2.0L CVT trang bị camera 360 có giá 1 tỷ 057 triệu đồng. Và bản cao cấp nhất có công nghệ E-Style có giá 1 tỷ 127 triệu đồng. Vừa mới thông báo giảm giá 75 triệu đồng cách đây không lâu, HRV tiếp tục được nâng giá lên đến 150 triệu đồng. Theo mức giảm này, phiên bản HRV-L có giá bán thực tế từ 866 triệu đồng xuống còn 716 triệu đồng. Tuy nhiên, đi kèm chương trình giảm giá Honda HRV là một điều kiện. Trong đó, mỗi đại lý chỉ được quyền mua 3 xe với mức giá ưu đãi giảm tới 150 triệu đồng. Đồng thời, chiếc xe đó phải đứng tên chủ đại lý hoặc giám đốc, trưởng cửa hàng. Như vậy, khi khách hàng muốn mua xe giá rẻ phải chấp nhận điều kiện mua xe sang tên từ chủ đại lý hoặc giám đốc, trưởng cửa hàng của Honda. Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá xe tháng 3, Nissan Terra cũng được hãng tung khuyến mại giảm từ 80 đến 108 triệu đồng, áp dụng 3 phiên bản 2.5L S 1 cầu số sàn, 2.5L E 1 cầu số tự động, 2.5L V 2 cầu số tự động. Nissan Terra đang được bán trên thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu SUV 7 chỗ Fortuner cũng đang được một số đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội giảm từ 50 đến 100 triệu đồng so với giá niêm yết cho hầu hết các phiên bản. Cụ thể, hai phiên bản máy xăng số tự động được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia là một cầu và hai cầu đang giảm 50 và 66 triệu đồng. Đối với ba phiên bản máy dầu được lắp ráp trong nước đang có mức giảm giá lên tới 100 triệu đồng. Được biết, lượng xe dồi dào là một phần nguyên nhân dẫn tới mức giá thực tế của Fortuner giảm mạnh so với giá đề xuất đến thời điểm hiện tại. Trước đó, nửa cuối tháng 2, nhiều mẫu ô tô được giảm giá mạnh tới hàng trăm triệu đồng, trong đó giảm cao nhất có BMW 320i giảm 300 triệu đồng, Ford Explorer giảm 269 triệu đồng, Ford EcoBoost giảm 65 triệu đồng, Toyota Rush giảm 30 triệu đồng. Đánh giá về thị trường xe đang giảm mạnh nửa cuối tháng 2 và đầu tháng 3, anh Nguyễn Văn Anh, trưởng phòng kinh doanh một đại lý xe ô tô lớn ở Hà Nội cho biết, theo kế hoạch phải bắt đầu đến tháng 4 thì lượng xe mới 2020 mới về nhiều, nên thời điểm này các hãng đại lý phải tranh thủ xả hàng xe đời cũ tồn kho từ cuối năm 2019 đến nay. Để làm được điều đó, trong giai đoạn thấp điểm hiện tại thì chỉ có giảm giá sâu mới có thể kích thích được sức mua của người tiêu dùng. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2.
quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.